Và những tin tức an ninh trật tự sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở bản tin 113 online, còn bây giờ sẽ là tiểu mục cư dân mạng. Thưa quý vị, tình trạng ngộ độc thực phẩm và nhiễm độc thực phẩm đang ngày càng gia tăng về số lượng, mức độ nghiêm trọng, thậm chí đã có nhiều trường hợp tử vong vì sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn. Và đâu chỉ những vụ ngộ độc xảy ra tại các quán ăn đường phố mà còn cả ở các cơ sở giáo dục hay những công ty có số lượng nhân công lớn và bếp ăn lên tới hàng nghìn người. Vâng và mới đây nhất ngày 14 tháng 5 thì hơn 350 công nhân của một công ty ở Vĩnh Phúc đã phải nhập viện vì có những biểu hiện ngộ độc thực phẩm. À, vụ việc thì tiếp tục dấy lên lo ngại trong cộng đồng. Đông đảo ý kiến cư dân mạng cho rằng thì các cơ quan chức năng cần phải nghiêm túc và quyết liệt tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở, đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Theo báo cáo sơ bộ, có khoảng hơn 3.200 công nhân ăn bữa trưa ngày 14 tháng 5 tại bếp ăn tập thể của công ty này. Đến chiều cùng ngày có 363 người có biểu hiện bất thường về sức khỏe và được công ty đưa vào các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu. Trong khi đó, chỉ cách đây ít ngày, tại tỉnh Đồng Nai, hơn 500 người dân đã có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện điều trị cấp cứu sau khi mua bánh mì tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn. Các sự việc liên tiếp xảy ra với số lượng nạn nhân lớn khiến cho cư dân mạng không khỏi lo lắng và báo động về tình trạng ngộ độc thực phẩm đang ngày càng gia tăng. Đồng thời, cư dân mạng cũng gửi những lời hỏi thăm, động viên đến những công nhân bị ngộ độc trong vụ việc. Vệ sinh an toàn thực phẩm đáng báo động. Thật sự ngán ngẩm tin ngộ độc thực phẩm liên tục. Ngộ độc thực phẩm đã đến hồi báo động. Mong các công nhân sớm bình phục sức khỏe, toàn lao động chính của gia đình cả mà. Mong mọi người bình an, sớm ổn định công việc. Mong mọi người được bình an, tai qua nạn khỏi. Hiện bếp ăn tập thể của công ty này đã bị đình chỉ hoạt động, các cơ quan chức năng đang tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc, theo quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời nhằm cảnh báo cho cộng đồng. Sau vụ việc, cư dân mạng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý và đề xuất về việc đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng cho các bữa ăn tập thể, đặc biệt là chú ý cách chế biến, bảo quản và thiết kế thực đơn trong điều kiện thời tiết mùa nắng nóng như hiện nay. Trời mùa hè nắng nóng nên thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, các món gỏi, sống nên cẩn thận. Thời tiết nóng làm thức ăn dễ ô thiêu, thực phẩm không rõ nguồn gốc là yếu tố chính bị ngộ độc. Dưa muối hay đồ chua phải được bảo quản lạnh vì trời nóng dễ lên men nhanh và khiến vi khuẩn có cơ hội xâm nhập. Mong các đầu bếp thật cẩn thận, sức khỏe của mọi người trên hết. Mong mọi người mau khỏe, Mùa này các bếp ăn tập thể phải cực kỳ cẩn thận, đông nên khâu sơ chế, chế biến thường làm sớm, nếu bảo quản không kỹ cũng có thể gây ngộ độc rồi. Cái này, bếp ăn tập thể nào cũng có quy trình và tiêu chuẩn, cần phải đảm bảo áp dụng chính xác. Cùng với đó, không ít câu hỏi được đặt ra về những giải pháp ngăn chặn tình trạng ngộ độc thực phẩm đang được thực hiện cư dân mạng cũng cho rằng bên cạnh công tác tuyên truyền các cơ quan chức năng cần phải quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong việc tăng cường kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh điều kiện an toàn thực phẩm đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm với các tổ chức doanh nghiệp cũng cần phải nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý chất lượng bếp ăn tập thể tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc nên tăng cường kiểm tra bếp ăn các nhà máy, khu công nghiệp, số lượng công nhân đông vậy, nhỡ có rủi ro là thiệt hại lớn. Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm, mong các doanh nghiệp thận trọng hơn, đảm bảo sức khỏe người lao động. Các bếp ăn cần ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm có uy tín để đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Càng ngày càng nhiều ca ngộ độc, cho nên các nhà chức trách sớm để ý vấn đề an toàn thực phẩm vào quản lý thật chặt, có chế tải mạnh mới được phải tăng hình phạt với thực phẩm bẩn, thậm chí hình sự nếu hậu quả nghiêm trọng, chứ cứ phạt như hiện nay, lợi nhuận vượt xa mức phạt nên con buôn vẫn tiếp tục vi phạm. Các bếp ăn tập thể, bếp ăn phục vụ đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất lớn, đặc biệt, trong mùa hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm thường trực bởi nhiệt độ cao tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển vì vậy đòi hỏi mỗi cá nhân tổ chức từ những người nông dân nuôi trồng đến các đơn vị cung ứng thực phẩm đơn vị chế biến tất cả đều phải nâng cao trách nhiệm thực hiện đúng quy trình quy định tạo ra chuỗi an toàn đảm bảo sức khỏe cho người dân